Yêu Quang dễ thương quá, tính ghé vô ăn bánh uống trà chơi mà nhân viên làm như chưa ăn sáng hay gì á, đứng chấn ở cửa mặc bỏ đeo ra ta. Không chào hỏi gì thôi mà còn cuộn cái tay lại tính đấm khách hay gì á. Để tôi lựa xong cái bánh với cái ly nước đi rồi tôi tính sổ với mấy người. Cái con Torugo này được nè, ừ đúng rồi nó đó. Khứa này nó không phái tôi hay là tại cái mặt nó vậy sẵn vậy mọi người. Cùng là nhân viên như nhau mà nhỏ này nó niềm nở với khách nhiều. Nè con này vui lòng khách đến vui lòng khách đi, đứng sẵn ở cửa nở một nụ cười bông hậu. Khách hô tiểu nhị cái là có em liền. Con bé này tên là Suka nha mọi người. Còn cái thằng khứa này nó không phải chai En nha, cũng không phải Nobita nữa. Càng không phải Doraemon nha. Nó tên là Tiểu Cường á. Ai mà hay cu đơn không có người đi chung cũng đừng lo. Để đó Suka lo. Ở đây có dịch vụ tâm sự với Suka. Bo thì tùy hỉ, bo ít thì thôi, còn nhiều thì vui. Trong khi người ta lao động kiếm miếng cơm manh cá thì cái thằng đó nó ăn dụng trong giờ làm, bị bắt quả tang tới rồi mới bắt đầu liếm mép. Bữa nay tin giỏi gió làm food reviewer mà ngoài từ ngon miệng ra không biết nói cái gì hết trơn. Tôi quay hơi thấy gớm mà mọi người thông cảm nghe, nhưng mà ngon. Thằng Tiểu Cường nó ép tôi nói gì á. Nói gì thôi chứ ngon. Ủa? Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Rồi, tao xin lỗi. Nãy giờ là cái mặt chủ vụ gì không? Cái nghe phong phanh đâu nói tôi đăng clip lên mạng rồi đó. Cái bắt đầu vô sửa soạn nghe, trời ơi, cháu chở quá vậy sao nãy giờ không vậy đi? Mặt vậy là vui dữ chưa? Là tự nguyện không ai ép buộc gì chưa? Đang đi bình thường tự nhiên nghe tiếng camera bấm cái tách, đứng hình liền, tạo dáng cho quay đăng lên mạng đó. Để người ta không có biết cái bộ mặt thật của nhân viên quán này. Nè, chuẩn bị coi nè, camera. Trả lời đi ạ.